cho tam giác vuông có tỉ số đường cao và trung tuyến là 41/40. Tam giác vuông. Cạnh huyền căn 41. Đường cao AH trung tuyến AD. Đó. Đề bài cho là tỉ số 40 đường cao và AH, đường cao AH chia AD bằng 40/41. Đúng không? BC bằng căn 41. Tính hai cạnh góc vuông. Bạn nào đã từng làm rồi làm thêm cách nữa nhá, để chúng ta khai thác triệt để các hướng làm. Thank you.
Được chưa Tùng? Chí Bảo được chưa? Chí Bảo. À rồi, sắp ra rồi. Nói hướng nào, Chí Bảo nói hướng nào. À đúng rồi, tức là chúng ta biến cái thằng này về cái gốc của nó là NBC đúng không? Rồi, thế còn AH. Suy ra AH trên BC là bằng 20 trên 41 đúng không? Ok, tiếp. Thì bây giờ con biến đổi thành thì ra con đổi theo tức là suy ra AH trên BC là sẽ bằng 20 trên AC. Rồi. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ ra ngay rồi đúng không? AH thì sẽ theo cạnh rồi đúng không? Mà BC đầu bài cho rồi thì chúng ta tính được AH thôi, đúng không? AH bằng nhân này lên, đúng không? Ừ. AH nhân lên thôi, đúng không? Bằng 20BC. 20BC là căn 4, 1 chia cho 41. Đấy, tính được AH. Tính được AH rồi thì sẽ tính được cái tích của AB nhân AC, đúng không? Bằng AH nhân BC. Tính được. Thế là chúng ta lại có cái tổng AB bình cộng AC bình. Vậy chúng ta đưa về hai ẩn đúng không? Hai ẩn là chúng ta sẽ tìm được nhá. Thì đấy là một cách. Ừ. Ừ, thấy chưa tính được 4 năm à? Ừ, ra số đẹp ấy, đúng không? Nào bạn nó có cách nữa nào? 4 năm hoặc là 4. Ừ. Tùng làm cái này không? Con tìm được tích của nó. Ừ. Tích của AB. Ừ, đây tích rồi, tổng rồi đúng không? Thông thế bằng là ra nhá. Thôi, bài này là lượn nhanh thôi nhỉ, dễ quá đúng không? Để tóm lại là mục tiêu đây là chúng ta đưa về những cái đại lượng ban đầu. Bây giờ nó có một cái thầy nhắc lại một cái công thức như này, hôm trước thầy nói rồi nhá, là cho tam giác ABC này. Chúng ta chứng minh như thế công thức này để chúng ta vận dụng này. ABC góc A nhỏ hơn 90 độ. A nhỏ hơn 90 độ. Đó. Thì ta sẽ có là BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương trừ đi 2 lần AB nhân AC nhân với cos của góc A. Đó. Các bạn nào chưa biết công thức này không? Để chưa biết thì chúng ta ghi lại nhá. Đấy. Trong trường hợp góc A nhỏ hơn 90 độ. Nhỏ hơn bằng, được chưa? Đấy. Thế còn trong trường hợp góc A lớn hơn 90 độ thì chúng ta có công thức là BC bình bằng AB bình vẫn như vậy cộng AC bình. Đó. Cộng với 2 lần AB nhân AC nhân với
cos của 90 độ, à cos của 180 độ trừ gốc A, không, cos góc nhọn nhá. Cos góc ngoài. À bây giờ chứng minh cho thầy công thức. Công thức với A góc nhọn nhé, cấu tù sẽ tương tự. Cái này thì trong chúng ta trong chương trình không có, đúng không? Khoa không có nhưng mà hôm trước thầy nêu rồi đấy nhưng mà chưa chứng minh. Chứng minh thầy công thức này nhá. Đâu tạo hình như nào? Liệu được không? Đồ bài tính cốt A mà. Kẻ đằng cao này sao tính được cốt A, đúng không? Nhưng mà chúng ta kẻ đằng cao từ A xuống để nó có góc vuông thì chúng ta lại không tính được cốt A, đúng không? Vậy chúng ta phải kẻ từ đâu? À, từ B hoặc là C, đúng không? À, thì chúng ta mới có được góc cốt nha. BK, kẻ đằng cao. Thế lúc này là hoàn toàn chúng ta biến đổi tương đương rồi, đúng không? Thế được chưa? Thế Xuân Thế. Tiến nào? Thành Tiến làm được câu này chưa? Nếu kẻ đằng cao này thì là đã nhìn ra hướng chưa? Lúc này chúng ta chỉ biến đổi tương đương thôi, đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta tính được cái cốt A này
là chúng ta đã bỏ theo bỏ được yếu tố là cốt rồi, đúng không? Và nó chỉ liên quan cạnh thôi, và lúc này hoàn toàn biến đổi tương đương. Đấy, chúng ta thử mấy phút nhé, xem sao. Cốt đối chi kề, đối chi huyền, kề chi huyền, kề chi huyền. Thái Dương hiểu ý tưởng này chưa Thái Dương? À, lớp mình còn ai chưa đọc cái xin code nhỉ? Có ai chưa đọc không? Đây code A này. Bằng kề chia huyền nhá. AK chia AB. Thế là chúng ta sẽ thấy là nó đưa về hết các cạnh rồi. Và lúc này chúng ta nên biến đổi từ phải qua trái nhá. À, vế phải. Vế phải bằng này. Vế phải bằng này. AB bình. AB bình ta để đấy, đúng không? AB bình cộng AC bình trừ 2 lần AB nhân AC nhân cốt đó là AK trên cho AB. Đấy, biến mất cốt rồi nhá. Thì ta thay vào đó bằng AB bình cộng AC bình. Rút gọn đi, đúng không? Vậy là được là 2 lần AC nhân AK. Thế vậy AK ta tính theo cái gì nhỉ? Tính theo gì? AK tính theo gì? Ở đây nó chỉ còn AC trừ KC thôi đúng không? Chứ nếu mà chúng ta tính theo AB và BK thì nó lại bị vòng mất, đúng chưa? Vậy đây chúng ta sẽ đưa về là AC trừ KC. Đúng chưa? Đó. Đúng nhỉ? Xem sao. Đó. Ví dụ như cái AK xong là mình tách cái AB thành BK với cái AK. Tách AB thành AK bình cộng BK bình gì? Được. Vẫn giữ được AK. Ờ. Giữ AK. Giữ AK, ok. Giữ AK nhá. Giữ AK này. Đó. Thế bây giờ ta phải đưa làm sao để đưa về cái cạnh này, đúng không? Cạnh này thì chúng ta sẽ thấy nó liên quan đến Pythagore là KC bình cộng B, BK bình. Thế còn AB bình thì bạn sẽ đưa về AK bình cộng BK bình. Nghĩa là vậy đúng không? AB bình bằng BK bình. Đó, cộng AK bình. Cộng AC bình trừ đi 2 lần AC AK. Rồi thì đây chính là BK bình. Đây chính là hằng thức rồi, AC trừ AK chính là KC bình, đúng không? Rồi bằng BC bình.
Ok. Đó. Thế để chúng ta biết để chúng ta sẽ dùng trong những bài toán, ví dụ bài toán sau đây nhá. Sau đây. Cứ khi biết yếu tố góc là nó có sự liên hệ với cạnh. Rồi, đây, thử làm bài này. Bài này. Đó, bài này nó trong một góc này. Lý đoạn kia là BC bằng AC bằng A nhân trừ thì phải trừ. Có thể tính nét là mình sẽ dùng cái gì dùng có khi à dùng cái này ok, đây là một công thức đúng không? Đấy, có một cách nữa dùng công thức đấy. Hoặc là tính AH ở BC đúng không?
Huy nào, Huy Nhật Huy ra hướng làm chưa? Huy ơi. Dạ. Tính BC. À, mục tiêu là chúng ta tính BC và AH đúng không? AH tính ngay rồi đúng không? Nào, tính BC như nào? AH thì đây là tính BH là 4 này. À, chúng ta tính được BH là 4 này. Bằng nửa AB đúng không? Bằng 4 này, cm này. AH Pythagore là bao nhiêu nhỉ? Căn 48 à? Đúng không? Căn 48 là 4 căn 3. 4 căn 3 cm nhá. Vậy chúng ta tính được nốt AH là 4 căn 3. Rồi, mục tiêu tính BC nào, Huy tính như nào? Nhà là áp dụng công thức kia. Rồi, công thức kia áp dụng trong tam giác nào? Tam giác. ABC. Rồi. À, có đọc thêm công thức nào? BC bình. BC bình. Nếu áp dụng BC nhá thì phải theo góc A đúng không? Dạ. Mà góc A này chưa biết. Vậy áp dụng theo góc nào? À, theo cạnh nào? Cạnh nào để biết cái góc đối diện? Đây là BC. Đúng rồi, cạnh AC đúng không? Thì cái góc này là góc 60 độ. 60 độ là cốt là góc đặc biệt rồi, đúng không? Nào, ta có AC bình bằng gì nào? AB bình, đúng rồi, vừa đọc luôn để nhớ công thức đúng không? Cộng BC bình trừ 2AB nhân BC nhân cos 60 độ, đúng không? Và lúc này lắp vào rồi. Cái đề bài nó cho là BC trừ AC bằng 2, thế vậy ta nhìn này, thằng AB này biết này. Đúng không? AB biết rồi, vậy nó chỉ còn mối quan hệ giữa BC và AC thôi. Và ta rút một thằng theo thằng khác, đúng không? Ví dụ như AC bằng x. AC bằng x thì chúng ta được là BC là x cộng 2. Đấy, để tư duy là chúng ta đưa về một ẩn nhá, đúng không? Vậy là AC ở đây là ta được là x bình phương. AB là 64, đúng không? Cộng BC là x cộng 2. Tất cả bình phương. Trừ đi 2 lần AB là 16 nhân BC là x cộng 2 nhân cos 60 độ bằng 1 phần 2. Rồi, đến đây chúng ta tìm được x. Được chưa? Thế là xong. Đấy là áp dụng công thức này nhá. Thế còn nếu mà chẳng may chúng ta không biết công thức này thì chúng ta làm nào? Nào, chúng ta thấy là cái thằng BC và AC nó còn mối quan hệ nào nữa? Quan hệ qua cái gì nhỉ? Bạn nào nhìn thấy nào? Duy nhìn thấy không? Tam giác nào? Cân đâu? Tam giác nào cân? Làm gì có cân đây? Tam giác AHC đúng không? AC. Rồi, chúng ta có một cách nữa là AC, chúng ta nhìn nhé, thằng này chúng ta đặt là x nhé, đúng không? X. Thì rõ ràng chúng ta tính được BC là x cộng 2, nên cái thằng HC này này, HC là x cộng 2 trừ đi BH, tức là trừ đi 4, đúng không? Vậy chúng ta thiết lập phương trình được này, đó là gì? X bình phương, nó chính là AC bình phương, đúng không? Thì bằng AH bình cộng HC bình. AH bình cộng HC bình. AH bằng 4 căn 3 bình phương 48. Cộng HC mình vừa tính được đây là x trừ 2 bình. Thế thôi. Ra về lại biến đổi phát ra x nhá. Đấy. Đúng chưa? Thế vậy là cái này ấy, là chúng ta biết để chúng ta áp dụng cho tiện thôi. Còn nếu không là những cái bài liên quan đến góc, nếu mà chúng ta cứ kẻ đường cao thì kiểu gì cũng ra giống như cách hai này nhá. Đấy, đúng rồi. Đúng không? Tôi hiểu không? Cái hai sẽ ngắn gọn hơn mà không phải áp dụng công thức, đúng không? Nhưng mà không phải lúc nào nhìn ra cái cách hai. Đấy, nên là chúng ta vẫn phải nên nhớ công thức nhá. À, bài này nào.
Bài này thì hoàn toàn chắc không liên quan hệ thức lượng đúng không? Cái này chắc chắn phải dùng cái gì nhỉ các bạn? Ngọc Xuân dùng gì? Ngọc Xuân mày có Xuân không nhỉ? Xuân dùng gì? Xuân ơi, theo Xuân dùng gì? Ngọc Xuân liên quan đến phân giác thì dùng cái gì nhỉ? Tính chất phân giác đúng không? Và này hoàn toàn là tính chất phân giác, bởi vì nó có cái thằng BD này là phân giác BI này, tỷ số phân giác. Để chúng ta sẽ xem là biến đổi tỷ số phân giác như nào để chúng ta có được cái hệ thức này đúng không? Đấy. Nào thử viết một tí, nào viết mà chúng ta thấy ra hướng là chúng ta có thể dừng lại được nhá. Đấy. Ra hướng theo kiểu là đến một bước mà nó ra được tương đương ấy. Đấy. Thank you.
Vân nào, hôm nay có Vân rồi, Vân ơi, Thảo Vân. Theo Vân là nếu mà dùng tính chất phân giác thì cái này phải biến đổi như nào? Thế này chắc là đưa về gì? BI trên BD. Đúng rồi, chúng ta đưa về BI trên BD thì chúng ta tính chất phân giác, đúng không? Cái này chính là BI trên BD nhân CI trên CE bằng 1/2, đúng không? 1/2. Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải đi tính cái thằng BI trên BD. BI trên BD thì bằng gì nào? Bằng gì? Đó thì nếu mà chúng ta không ấy, chúng ta viết tạm vào đây, đúng không? BI trên DI nhá, trên DI thì nó bằng là AB trên AD, đúng không? Đấy, tính chất phân giác. Thế thì BI trên BD thì nó sẽ bằng gì? AB tử trên tử cộng mẫu, đúng không? AB cộng AD. Đó, nhân CI. CI thì nó là AC trên AC cộng AE. Đấy. Được chưa? Vậy là ta đã không còn BI và CI nữa rồi nhá. Và lúc này nó chỉ liên quan đến AD và CE thôi. Nào, đi đây làm gì tiếp. Đây, lúc này nó chỉ liên quan đến hai thằng này thôi này. Đúng không? Nào, Tùng đến đây ra làm nào tiếp? Làm nào để có được AD nhỉ? Ngọc Anh nào, làm nào để có AD, Ngọc Anh? Chuẩn. Ngọc Anh, làm nào để có được AD tiếp, Ngọc Anh? Chúng ta lại dùng tính chất phân giác tiếp, đúng không? Đây này, AD này, AD trên DC, đúng không? Thì nó bằng là AB trên BC. AB trên BC, được chưa? Thế nếu mà chúng ta rút AD luôn từ hệ thức này thì nó lại dính đến cái thằng DC. Mà DC AD thì vai trò bình đẳng thì lại vòng vo, đúng không? Thì ta phải làm nào? Ta phải dùng hệ thức này, AD trên cái tổng là AC, đúng không? Thì bằng AB trên AB cộng BC. Đấy, và lúc này chúng ta mới đi tính cái thằng AD này, chưa? Tích chéo, đúng không? AB nhân AC chia AB cộng BC, đúng chưa? Đấy, và lúc này chúng ta thấy không? AD hoàn toàn theo ba cạnh rồi nhá. Thế thì tương tự chúng ta có thằng AE.
AE. AE xem nào. AD. Rồi, vẫn là tích AB nhân AC đúng không? Đó. AE thì bằng AC cộng BC. Cộng BC. Được chưa? Đấy. Này đến đây lúc này phải dùng tay to rồi. Chúng ta thay cả hai thằng này vào đây. Nhân chéo lên nó rút gọn, nó sẽ ra được tam giác vuông nhá. Lúc này nó chỉ theo ba cạnh thôi đúng không? Tất cả theo ba cạnh hết. Chúng ta thay vào cái sao này xong. Và biến đổi tương đương, ta sẽ ra được là BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương. Đó, tam giác vuông. Được chưa? Đấy. Không biết còn cách nào khác không, nhưng cách này là cách tay to, tức là thay toàn bộ vào đây nhá. Thay toàn bộ vào đây. Và để cho gọn thì chúng ta sau này chúng ta nên thay bằng cái này AB bằng C nhỏ. Cái này là B nhỏ, cái này A nhỏ thì nó, thứ nhất chúng đỡ phải viết, thứ hai là nó không bị cong cành, được chưa? Đó. Rồi, đến đây hướng này thôi, không còn làm nữa, được chưa? Cứ đưa về cái ban đầu là chúng ta ra hướng rồi. Có bạn nào có cách khác không nhỉ? Cách này thì hơi dài đấy, nhưng mà có bạn nào có cách khác không? Chí Bảo. À. Có bạn nào có cách khác không? Vinh, Thành Vinh. Em. Chắc là không có cách nào khác đúng không? Bởi vì tỷ số bắt buộc nó phải liên quan đến cái này nhỉ. Rồi, ok. Tiếp nha. Bài này dễ dễ này. Thôi, cứ thử làm đi. Đường cao tìm giá trị lớn nhất. Thank you.
Dễ quá nhỉ. Tìm độ dài lớn nhất của DE. Thấy chưa? Thấy chưa? Ừ. Đúng không? Thấy không? Minh Quang được chưa? Minh Quang. DE bằng gì nhỉ? Minh Quang. Này có Minh Quang không? Minh Quang ơi. Đây. Ừ, nào, DE bằng gì nào? Có thấy DE bằng gì? Ta đưa men dần về cái tam giác ABC thì DE quang biểu diễn qua cái gì nào? Bằng AH đúng không? Được chưa? Đấy, vậy là chúng ta đưa về đường cao AH. Nào, đây bây giờ tìm giá trị lớn nhất của AH. Lớn nhất của AH. Thì nếu mà chúng ta dùng hệ tức lượng thì là chúng ta sẽ biến đổi như nào nhỉ? Bằng AB nhân AC trên B BC đúng không? AB nhân AC chia BC. Thế thì ở đây đầu bài nó cho biết là BC bằng 2A. Thế vậy cái thằng mẫu số này ok. Thế tử số, tử số thì chúng ta lại phải biến đổi nhỏ bằng là AB bình cộng AC bình chia chia 2 đúng không? Đó, chia BC. Cái thằng này là chính là BC bình rồi, đúng không? BC bình chia 2 BC nó chính là BC trên 2 bằng A. Đấy, đấy là nếu mà dùng hệ tức lượng nhá. Với giá trị lớn nhất là A, được chưa? Thế còn ngoài ra thì chúng ta có thể một cách nữa nhanh hơn, bạn nào đúng bạn biết. Có luôn AH nhón A nhón bằng A nào. Ai nhìn ra không? Ừ, đúng rồi, đường trung tuyến. Đúng không? Đấy, có một cách nữa là AH nhỏ bằng AM. AM thì bằng A. Đúng không? Thế thôi. Đấy. Vậy là cái tư tưởng chúng ta đưa về những cái ban đầu này, sau này nó ứng dụng nhiều bài toán lắm nhá. Đấy. Nhưng các bạn là chúng ta không cần làm ngay những bài khó đâu, mà cứ những bài dễ này để chúng ta quen cái tư duy, chúng ta đưa về biến đổi tương đương, được chưa? Nó áp dụng trong cả bất đẳng thức này, sau này bất phương trình, phương trình, những bài toán số học cũng vậy, tư duy theo kiểu là tương đương. Đấy. Câu B thì ok rồi, diện tích cái này thì bằng AD nhân AE đúng không? Diện tích của ADHE. Nó có một công thức đó là gì? Nhỏ bằng tích hai đường chéo. Đúng không? Các bạn biết công thức đấy không? Biết rồi đúng không? Nhỏ bằng tích của hai đường chéo. Đấy, nhỏ bằng alo. Nhỏ bằng 1/2 tích hai đường chéo nhá. Chúng ta lưu ý này. Nhỏ bằng 1/2 tích hai đường chéo AH nhân DE. Đấy, có công thức nhá. Tứ giác diện tích nhỏ bằng 1/2 tích của hai đường chéo. À, thế đó, cái này nó chính là bằng 1/2 AH bình lại nhón bằng theo câu A. Đấy, chưa? Thế nếu mà không biết công thức nhỏ bằng 1/2 tích hai đường chéo này thì ta dùng cái gì nào? Ta dùng gì nhỉ? Nào, bạn nào thử phân tích đoạn này cho thầy nào. Nếu mà không biết công thức này thì ta dùng cái gì? Thì ta cứ biến đổi bình thường thôi, đúng không? Đó là diện tích bằng AD nhân AE. Đúng không? Đấy. Tích AD nhân AE. Thế AD nhân AE thì nhỏ bằng 1/2 AD bình cộng AE bình. Đó, để chúng ta đưa về 1/2 AH bình. Được chưa? Thì đấy là cách mà chúng ta đưa men dần về nha.
Rồi xong. Đó, đây này rồi. Rất đều. BC lấy D, BD bằng chia 3 đúng không? 8. Trung trực AD. Tính độ dài các cạnh DEF à. Ta chỉ nối DE thôi, phải tính được DE, DF tương tự đúng không?
ra hướng chưa Tùng? Bạn nào ra hướng chỉ cho thầy nói một câu nào, dùng cái gì nào? Là như là từ A kẻ đường bắc xuống C D. Từ A kẻ đường. Rồi, tóm lại thầy hiểu ý tưởng của hai bạn rồi, tức là chúng ta sẽ tận dụng góc gì đây? 60 độ đúng không? Tận dụng góc 60 độ. Mà góc 60 độ thì sẽ liên quan đến góc 30 độ đúng không? 30 độ thì chúng ta phải kẻ đường, đường vuông góc để chúng ta có cạnh đối diện bằng nửa cạnh huyền nhá. Đấy là một cách và chắc chắn là cách đi ra. Còn một cách nữa. Cách nữa liên quan đến góc 60 thì là dùng cái gì nhỉ? À, đúng rồi, dùng cái bên kia. Dùng cái này. Đúng không? Dùng cái bên kia, dùng cái này. Đây, vấn đề dùng trong tam giác nào? Dùng trong tam giác nào? Dùng trong tam giác nào nhỉ, bạn? ADC. A gì? Đây, đầu tiên là tính DE trước nhá. Thì chúng ta quan tâm đến nửa bên này thôi nhá. ABD, ABD. Rồi, ABD. ABD. Nếu ABD thì chúng ta biết thằng này rồi này. Biết AB rồi này. Chúng ta sẽ tính được A AD đúng không? Tính được AD. Thế xong tính AD rồi thì làm sao để tính được DE? Nhá, hướng đầu tiên là chúng ta áp dụng trong cái tam giác ABD. ABD. Để chúng ta tính được AD. Tính được AD xong dùng cái bên kia cho tam giác ADE tại vì nó phân. Đây là có DE bằng AE. Tính được AD rồi, xong làm nào để tính tiếp được DE? Thì có AD nó sẽ bằng là DE bình cộng EA bình trừ D2. Nhưng góc này chưa biết. Góc này chưa biết đúng không? Ok, không sao. Chúng ta tính hướng này, chúng ta tính ở AD nhưng mà chúng ta lại không tìm được DE qua AD. Vậy ta lại nghĩ hướng khác. Nào, ta lại xem tam giác nào. Tam giác nào mà dính dáng đến thằng DE nhỉ? BDE. À, đúng rồi, BDE, đúng không? BDE thì nó liên quan trực tiếp thằng DE luôn nhá. Đây chúng ta áp dụng tam giác BDE. Nào thì chúng ta áp dụng luôn DE bình phương bằng BD bình đúng không? Cộng BE bình trừ 2 lần BD nhân BE nhân cos 60 độ. Rồi, bây ta lắp vào. Ta đặt thằng này là x đi cho nó dễ đúng không? X bình phương bằng BD 400 cộng BE. Nào, BE bằng gì? BE thì bằng AB trừ cho EA mà EA lại bằng cả BD. Đúng rồi, bằng x đúng không? Thế vậy BE nó là 60 trừ x bình trừ đi 2 lần BD là 20 nhân BE là 60 trừ x và nhân cos là 1 phần. À. Rồi đến đây chúng ta tìm x luôn đúng không? Thế là xong nhá. Tìm x. Không biết đáp số chẵn hay lẻ nhưng mà coi đến đây là xong chưa? Thế thì tương tự DF ta tìm được không? Tương tự ta tìm được DE, DF bằng y. Đấy, thế còn cái còn lại đến EF nào. EF chúng ta sẽ làm nào. Đó, tương tự đúng không? Tìm được cái AEF cũng được. À đúng rồi, bây giờ thằng này y nhá, thằng này y đúng không? Đó, thế trong tam giác AEF biết x, biết y, biết góc 60 độ chúng ta lại áp dụng trong tam giác AEF tính được AEF đúng không? AEF chúng ta tính được nốt AEF. Thế đó, đấy. Thế một bài áp dụng 3 lần để chúng ta ra. Ok, đấy thì đây là áp dụng công thức nhá. Thì bây giờ sẽ có một cách nữa mà bạn ấy có hai bạn nói là kẻ đường vuông góc
Thì chúng ta thử xem thêm cách này, xem làm như nào nhá. Rồi, vẫn cứ để hình này đi, ta xóa. Thì xóa bớt cái này đi, bởi vì chưa cần tính DE, đúng không? Cho nó đỡ rối hình. Đấy, bây giờ nếu mà không dùng công thức đấy thì ta dùng thế nào? Để chúng ta học cái cách nghĩ thôi, đúng không? À, góc 60 độ đây mà liên quan đến thằng này thì chúng ta nên kẻ từ đâu? Từ D hay là từ B hay từ E? Kẻ từ đây đúng không? Từ D đúng không? Đúng chưa? Đấy. Nó có nhiều cách kẻ nhưng mà kẻ từ đâu để chúng ta dùng được cơ nhá. DH chẳng hạn, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ khi mà kẻ này, khi kẻ cái này chúng ta tính được BH bằng 10. Đúng không? Thằng này 10 nhá. Đấy, cứ viết ra đã, không biết dùng nhau viết ra. BH bằng 10. Tính được thằng nào nữa nhỉ? DH tính được không? Được. Rồi, tính được cả DH nhá. DH DH bằng 400 trừ 100 là 300, 10 căn 3, đúng không? 10 căn 3. Rồi, nào cả lớp cùng nhìn xem dùng cái gì tiếp bây giờ. Tính được BH, BD, HD. À tiếp rồi, HE tính được không? HE tính được nhá. HE bằng tổng là thằng này 60 đúng không? 60 đâu sẵn. Ờ 50 trừ x, 60 trừ đi x trừ đi 10 đúng không? Bằng 50 trừ x. Rồi, tính được thằng này là 50 trừ x. Đấy. À rồi đúng rồi, đến đây Pythagore thôi nhỉ. Yeah. ED là x bình bằng thằng này bình cộng này bình, xong, đúng không? Đấy, thì cách này rất ngắn, không phải dùng cái kia, đúng chưa? Chúng ta có là DE bình phương bằng HE bình cộng HD bình. Đó, lắp vào thì chúng ta lại ra phương trình của x, được chưa? Đấy. Thế là thay vì dùng cái này thì chúng ta cứ kẻ vuông góc thì kiểu gì nó ra. Bởi vì là cách chứng minh cái này là kẻ vuông góc mà nhá. Tương tự chúng ta tính được DF đúng không? Thế còn EF, EF thì lúc này góc 60 ta lại kẻ từ E hoặc kẻ từ F thì chúng ta cũng ra. Đúng không? Đấy, cũng ra luôn. À, nó có một cái công thức này thầy nhắc lại chúng ta nhớ nhá. Diện tích ABC bằng 1/2 tích hai cạnh AB nhân AC nhân với sin góc xen giữa nhá. Trong trường hợp góc A nhọn. Đấy, bởi vì cấp 2 chúng ta chỉ có nhọn thôi. Lên cấp 3 chúng ta có cả sin cos của góc tù, đúng không? Có bất kỳ. Để trong nhọn góc tù, nếu góc tù là chúng ta lại xin nhân sin của góc bên ngoài nhá. Để chúng ta linh hoạt áp dụng. Đấy, nhớ thầy công thức phân giác này, công thức diện tích này. Đó. Ờ. Thế bây giờ này nhá, bây giờ dùng hai công thức này chứng minh cho thầy một công thức định lý gọi là định lý Hơrông diện tích tam giác ABC bằng căn của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Trong đó P là nửa chu vi. Đó. Đấy, các bạn dùng hai công thức này để chứng minh cái này đây. Đó, cấp 2 chưa dùng đến cái này đâu nhưng mà tập suy luận nha.
Thảo Tiên ra ra hướng dùng cái này chưa Thảo Tiên? Nói hướng thôi. Dạ, anh kêu chắc là dùng cái này đúng không Thảo Tiên? Dùng cái này. À, cái này thì ABAC là theo cạnh rồi nhá. Thế còn sin làm nào biến đổi theo cạnh được? Ừ, nào. Sin thì dùng gì để theo cạnh nào, Tiên? Bạn nào phát hiện ra? Đúng không? Thằng này theo cạnh rồi nhá, biến đổi tương đương. À, thằng này theo cạnh rồi. Thế còn sin? Sin dùng gì nhỉ? Ai phát hiện ra? Thành Tiến, Tiến ơi, Tiến phát hiện ra sin dùng gì không? Sin dùng gì nhỉ? Không ai phát hiện à? Chí Bảo. Làm nào tính được sin? Nó sẽ có một công thức là gì? Sin bình phương A cộng cốt bình phương A bằng mấy? Bằng 1. Đấy. Được chưa? Thế rõ ràng là để tính sin ta phải tính cốt. Để tính cốt thì ta dùng cái này. Đúng không? Rồi. Thế từ đây ta có ngay là cos A bằng, à, ta chuyển vế nhá. A bình, à, B bình cộng C bình trừ A bình trên 2 lần AB. Được không? B bình cộng C bình trừ A bình chia 2 lần BC. Đấy.
Đấy là công thức tính cốt nhá, căn cứ thằng này. Từ cốt thì chúng ta sẽ tính được sin sin bình A đúng không? Bằng 1 trừ đi cái này bình phương. Đúng không? Tính được sin bình chưa? Đấy, tính được sin bình rồi nhá. Khi mà chúng ta quy đồng lên này, chúng ta sẽ được là 4B bình C bình trừ đi, nó ra hằng thức. Hằng thức nó chính là một trong mấy cái này nhá. Vậy là tính được sin bình. Không nhận không? Sin bình, đúng không? Rồi, tính được sin bình rồi, chúng ta tính S bình phương luôn. Bằng 1 phần 4 A nhân B. À đâu? 1 phần 4 BC, đúng không? 1 phần 4 BC. B bình C bình nhân sin bình A. Sin bình A. Rồi, ta lắp vào đây. Ta lắp thằng sin bình vào đây, đúng không? Ta được 1 phần 4 B bình sin bình nhân 1 trừ cái này, đúng không? B bình cộng C bình trừ A bình tất cả bình trên 2BC tất cả bình. Đó. Và chúng ta thấy nó rút gọn B bình C bình không? Rút gọn, đúng không? Và sau khi quy đồng lên, chúng ta phân tích hằng thức nó sẽ ra cái này. Nhìn ra rồi đúng không? Đấy, và lúc này chỉ biến đổi một chút, hai dòng nữa ra. Đấy là cách mà chúng ta vận dụng những cái mà chúng ta biết. Cái này cũng quan trọng này, bởi vì là thi vào chuyên chẳng hạn, chúng ta bí lắm nhá, chúng ta vẫn để dùng những cái này được, đúng chưa? Đặc biệt cái này chắc chắn dùng được luôn. Cái này cũng vậy này. Đấy, bí lắm chúng ta viết gọn gọn ra này. Đó, với những bài mà biết ba cạnh thì chúng ta tính được diện tích, đúng không? Tính được diện tích thì chúng ta biết một cạnh, chúng ta lại tính được đường cao. Đấy, kiểu kiểu ấy, chúng ta sẽ làm được những cái bài toán nó liên quan. Đấy, các bạn ghi nhớ công thức này rồi nhá. Lên cấp 3 sẽ dùng cái này nhiều hơn, dùng công thức này nhiều hơn. À, nốt bài này xem nào. Tìm điều kiện AC, AK là tia phân giải. BDCE AMB bằng 90 độ
M thuộc HC. Phân giác AK. Phân giác AK của góc AMN mà. Đúng không? Tìm điều kiện để kẻ đường cao, quên kẻ đường cao. Xong tìm điều kiện để là phân giác, đúng không? Ô. À chết rồi, phân giác góc ABC. Đó. Kẻ đường cao, tìm điều kiện để là phân giác góc ABC. Hát. Đoán ngay là ra cân rồi, đúng không? Bởi vì nó đối xứng mà nhá. Đấy, nhưng mà chỉ ra cân vì sao? Bạn nào phát hiện ra gì đặc biệt đấy không? Hoặc là nhìn cái hình này quen không? Chắc chắn quen, ở lớp 8 ta đã có cái hình này rồi đấy, đúng không? Chứng minh cái màn ở phòng BC. Hả? Gì? Chứng minh cái màn ở phòng BC. Cái gì song song BC? MN. MN, à. Chứng minh MN song song BC. Song song được không nhỉ? Nó cân thì hình như song song rồi. À đây này, nếu có cân thì song song, nhưng mà chưa có cân thì không song song. Bây giờ chứng minh song song. Đấy, đấy một ý tưởng, đúng không? Chứng minh song song. Thì chúng ta sẽ có là AK vuông góc với lại BC, đúng không? AK là phân giác nên tam giác cân. Đấy, nhưng mà MN liệu song song không? Đây này, cho thấy tam giác AMN là tam giác gì? AMN là cân. Trước đây chúng ta đã làm cái bài toán là chứng minh AM bằng AN rồi, đúng không? Đúng các bạn. À, vì sao bằng nhau? AM bình thì bằng gì nào? Hệ thức lượng thì AM bình bằng AE nhân AB, đúng không? AE nhân AB. Rồi, AN bình thì bằng AD nhân AC. Mà hai thằng này bằng nhau, AE nhân AB, AD, C.
bởi vì tam giác rộng dạng nhá. Đấy. Từ đây ta suy được AM bằng N. Đó. Thế mà AK là đường cao thì chứng tỏ AK là tia phân giác. Đúng không? Phân giác. Vậy là ta được góc KAM bằng KAN. Đó. Đấy, từ đây chúng ta thử suy luận tiếp rồi. AK là phân giác. Phân giác. Thì AM với AN là phân giác của hai con kia. Đâu đinh đinh. AK là phân giác của góc MAN, AK là phân giác của góc BAC thì làm sao để suy ra cân được? KAM bằng KAN. Bạn đã nhìn ra chưa? Hai góc bằng nhau, hai góc ngoài bằng nhau thì ta suy được gì nhỉ? Thái dương. Hai góc trong bằng nhau, hai góc ngoài bằng nhau thì ta suy được cái gì? Suy ra hai góc ngoài cùng bằng nhau, đúng không? Góc này này. Đúng không? Trừ đi mà, nhá. Thì ta được góc BAN bằng CAM. Đúng không? Hai góc ngoài cùng bằng nhau. Đây. Đấy, hai góc ngoài bằng nhau. Thế thì chúng ta thấy cái tam giác này ANB. Tam giác ANB bằng tam giác AMC không? ANB bằng AMC. Nó có cạnh AN bằng AM đúng không? Góc xen giữa hai góc kề. Góc A bằng góc A chúng ta vừa chỉ ra. Còn góc này này. Bằng góc này. Đúng không? Do cùng bù với cùng phụ với góc A. Vậy là bằng nhau trường hợp là góc cạnh góc, đúng không? Góc cạnh góc. Góc cạnh góc thì AB bằng AC nhá. Đấy. Tất nhiên chúng ta phải chỉ ra hai góc tù bằng nhau nữa nhá. Góc M bằng góc N, đúng không? Thì là góc cạnh góc. Đấy, từ đây ra được AB bằng AC. Rồi, ok. Đúng nhỉ? Đúng không? Đúng hai bằng nhau, đúng rồi, hai bằng nhau. Rồi, bây giờ còn một bài chúng ta làm nốt nhá. Bài số 7. Bài số 7 cô nhá. Rồi, thầy giao cả lớp. Rồi, bye bye.